Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10. Bây giờ là 7 giờ 26 phút. Trời rất là mát mẻ. Vào khoảng 20 độ. Và hôm nay tôi sẽ thử một cái sản phẩm mới để chữa cái bệnh thối nhũn. Tôi phun vào buổi sáng. Thì thường là để mà hiệu quả trong cái việc chữa những cái loại bệnh như thối nhũn, thối đen, thối nâu. Bên cạnh đó thì phun phân thì chúng ta nên phun vào buổi sáng là sẽ hiệu quả hơn. Dĩ nhiên là chúng ta cũng thỉnh thoảng nên đổi để phun vào buổi chiều thì nó sẽ kết hợp với hơi sương, thuốc và phân sẽ kết hợp với hơi sương nữa. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái bệnh thối nhũn. Đặc điểm của cái bệnh thối nhũn do vi khuẩn là cái vết bệnh nó loang lổ như thế này. Giữa cái mô bệnh và cái mô không bệnh ấy là phân biệt rất là khó, nó loang lổ. Và khi chúng ta rút cái ngọn ra, rút cái lá ra hoặc là bóp cái vết bệnh ra, chúng ta sẽ thấy mùi rất là hôi, rất là khó chịu. Như ở đây là tôi có một cái chậu trầm, nó bị một cái lá bị thối nhũn. Thì cái nguyên nhân của cái việc thối nhũn này có thể là do mưa dầm lâu ngày, vi khuẩn nó xâm nhập qua những cái vết xước, vết rách, hoặc là do côn trùng nó chích tạo những cái vết thương. Đây ạ, rất là nát nha các bạn, nó nhũn như này luôn này. Đó, thì ở trong này có những cái dịch khuẩn và cái vết bệnh nó loang loang như vậy. Còn đây là cái cây giả hạc, nó cũng bị thối nhũn luôn. Thì trước đây, trong những video trước, tôi đã hướng dẫn các bạn rất là kỹ về cái chữa những cái bệnh về thối nhũn như này. Thì hôm nay bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái sản phẩm mới. Vì là tôi thấy nó hàng của Thái, hàng nội địa của Thái mới nhập về Việt Nam nên tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Thì ở trên này tôi cũng không đọc được chữ nào cả, nhưng mà cái người bán họ chia sẻ là cái này là chữa được cái thối nhũn rất là hiệu quả. Thì tôi cũng rất là tò mò và tôi muốn thử để tôi chia sẻ giới thiệu với các bạn. Tuy nhiên là khi mà tôi mua về thì tôi thấy là cái giá của nó quá là cao. Như một cái chai này ở đây á, để tôi mở ra cho các bạn coi nhé, tại vì nó còn mới mà. Như một cái chai này á, là nó đến, nó chỉ có 240cc thôi, nhưng mà đến 700.000 cái chai này. Đó. Bây giờ tôi sẽ mở ra để tôi làm thực nghiệm cho các bạn coi, tại vì quay bằng một tay thì nó cũng rất là khó các bạn. Ây da. Người ta hướng dẫn là cái chai này, dùng cái thuốc này thì nó dính cho tay tôi rồi đấy các bạn ạ. Ở đây tôi có cái ống đong đây các bạn. Ống đong đây ạ. Tôi sẽ bóp và cho vào trong cái bóp thuốc và cho vào trong cái bình này. Với cái liều là đây là 1 lít nước thì là nửa cc. 0,5 cc nhé các bạn. Nếu mà 2 lít ấy, là 1 cc thì một cái chai này pha được khoảng vào tầm 480 lít nước. Wow, quá chuẩn luôn, đúng nửa cc luôn các bạn ạ. Này, tôi cho thuốc vào đây. Các bạn lưu ý là khi mà phun thuốc trị thối nhũn, trị các loại nấm bệnh ấy, thì chúng ta phải phun ướt đẫm giá thể. Phun ướt đẫm mặt dưới và mặt trên của lá, đặc biệt là mặt dưới của lá. Và khi mà cây nó bị bệnh thì chúng ta nên là bỏ phân ra các bạn nhé. Không có bón phân nữa, bỏ phân ra. Ví dụ như đây là những cái cục phân tan chậm này. Khi cây nó đang bệnh thì tôi sẽ bỏ nó ra, cất nó đi. Lúc nào cây hết bệnh chúng ta lại bón tiếp. Đây ạ, những cái cục phân tan chậm đây. Cái này là phân tan chậm 555 TE Groundmore nhé các bạn. Rồi. Bây giờ tôi sẽ phun cho cái cây này, cho ba cái giò này. Sau đó thì tôi sẽ treo nó lên trên cao luôn các bạn ạ. Khi mà chúng ta phun, khi mà cây nó bị bệnh ấy, thì tốt nhất là chúng ta nên cách ly khỏi giàn và che mưa thì chúng ta cái việc chữa bệnh nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Còn nếu mà không che mưa được ấy, thì cái việc chữa bệnh hiệu quả nó sẽ thấp hơn nhé các bạn. Thậm chí là nếu mà trời nó mưa luôn ý,
mà bạn không che chắn được, dính mưa luôn thì hiệu quả của thuốc là gần như không có luôn. Bây giờ tôi sẽ phun ướt cho cái đây mới là phun mặt trên của lá thôi nhé các bạn nhé. Tôi sẽ phun mặt dưới của lá. Để làm nghiêng như này một chút này. Ướt đẫm hai mặt lá nhé các bạn. Và ướt cả lá thể. Là nhãn xanh đậm nhé các bạn. Thì đối với cái nhãn xanh đậm này á, nó nghĩa là nó có độc, nên các bạn phải đảm bảo an toàn khi mà các bạn dùng, bằng cách là dùng mặc áo mưa, đeo kính bảo hộ, đeo khẩu trang vào ha các bạn. Xin kính chào các bạn. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10 năm 2018. Đây bây giờ là 11:45. Như hôm trước tôi đã nói thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ về cái kết quả dùng sản phẩm cái thuốc để chữa cái bệnh thối nhũn. Thì sau 5 ngày, như hôm trước là ngày mùng 2, thì tôi có phun cái thuốc chữa bệnh thối nhũn của Thái. Thì như các bạn thấy ở trong trên video á, là hình ảnh của những cái lá mà hôm trước nó bị thối nhũn và hôm nay nó có dấu hiệu khô rồi đấy ạ. Đây, cái vết bệnh nó không còn loang nữa và nó khô rồi. Thì có nghĩa là nó đã khỏi rồi đấy các bạn. Còn ở bên đây là cái giò trầm mà hôm trước nó bị bệnh đây ạ. Thì khi mà vết bệnh nó bị nặng á, mà mình phun đúng thuốc á, là nó sẽ vàng và nó rụng đi. Nó khô và nó rụng đi. Thì như vậy là ok, đã khỏi. Đây ạ. Đó. Và như các bạn thấy ở bên này thì cái giò này đây cũng vậy. Nó khô rồi, nó không còn loang nữa. Đó. Như thế này thì khoảng 2 đến 3 hôm nữa là nó khô. Thì từ hôm đến giờ thì tôi cứ hầu như là ngày nào cũng mưa. Có những ngày thì mưa thâu đêm luôn các bạn ạ. Và tôi phun buổi sáng xong thì buổi trưa là nó mưa rồi. Mưa đến tối, sau đó tối là mưa đến sáng sau luôn. Nhưng mà rất là may là nó vẫn có hiệu quả. Thì nếu mà các bạn phun thuốc diệt nấm và khuẩn ấy, mà các bạn che được mưa thì cái hiệu quả của nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Không đến 5 ngày như thế này đâu các bạn. Và đây là tôi đã phun được 2 lần nha các bạn nhé. 2 lần vào 2 buổi sáng. Tôi phun cách nhau 2 ngày. Đây. Bây giờ tôi sẽ vặt một cái lá bị bệnh và nó có dấu hiệu khỏi, đã khỏi. Cái này chắc chắn sẽ khô đi các bạn nhé. Để tôi so với lại một cái lá bị bệnh mà nó tôi chưa phun. Chưa phun thuốc. Như các bạn thấy ở bên này đây, cái lá của cây này nó bị bệnh này, vết bệnh nó loang này các bạn. Tôi vặt cho các bạn coi này. Rút ngọn luôn nhé các bạn. Rồi, hy sinh vì nghệ thuật. Các bạn thấy không ạ? Cái vết bệnh nó loang này. Đấy, chúng ta nhìn mặt dưới sẽ thấy nó bị loang như vậy. Chúng ta so sánh đi ạ. Còn đây là một cái giả hành nó bị thối nhũn. Có thể là do một con muỗi hay là một con côn trùng nào đó chích. Hoặc là do sát thương vật lý, hoặc là mình tưới cái vòi áp suất nó mạnh quá. Nó bị xước đi và nấm vi khuẩn nó xâm nhập vào. Thì biểu hiện này, nó khác. Màu nó khác này. Bây giờ tôi sẽ dùng cái con dao này để tôi cắt nó ra. Để tôi so sánh cho các bạn xem. Hôm trước tôi có nói là cái mô giữa mô bệnh và mô khỏe á, là không phân biệt được. Thì như tôi cắt xa như vậy đó, cắt xa chỗ bệnh như vậy, mà chỗ này này, nét này,
vẫn còn dấu hiệu bị bệnh nha các bạn. Thì coi như cái giả hành này nó đi rồi. Coi như là cái giả hành này nó vứt luôn. Đây, bây giờ tôi sẽ mổ nó ra. Các bạn muốn biết nó bị bệnh hay bị bệnh gì cụ thể ấy, các bạn nên mày mò và phẫu thuật nó ra để xem. Thì như các bạn thấy ở đây này, giữa cái mô bị bệnh và cái mô không bị bệnh, đây này, chúng ta không thể phân biệt được. Nó đây, bên này bị bệnh này, và bên này thì có một số những cái tế bào nó vẫn còn khỏe này, nhưng mà chúng ta không có phân biệt được, vết bệnh nó đan xen với nhau. Còn nếu mà bị nấm nha các bạn, thì bên này là bệnh, bên này không bị bệnh, và chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ ràng cái đường phân chia ở giữa này, nhìn thấy rất là rõ. Và khi mà chúng ta đưa lên trên mũi, chúng ta ngửi cái mùi này á, chúng ta sẽ thấy cái mùi hôi của nó rất nồng nặc. Và cái vết bệnh này thì thường là nó nát nhũn như này, thì gọi là thối nhũn đấy các bạn. Đó. Và tôi giả sử như nếu bình thường ấy, cái chỗ này chẳng hạn bạn cắt vào sâu hơn mà nó chỗ này nó khỏe, thì bạn có thể dùng cồn 90 độ hoặc là cồn iốt, hoặc là dùng chính cái thuốc này bạn pha để bạn nhỏ vào đây. Sau đó bạn lấy cái keo liền sẹo chia sẹo của Mỹ đây ạ. Đó. Bạn lấy một ít keo liền sẹo. Rồi bạn bôi chét vào đây. Thì có thể là bạn sẽ cứu sống được cái phần còn lại để nó mọc được cái mầm gốc. Tuy nhiên cái này chết rồi nha các bạn. Tôi chỉ ví dụ như vậy thôi. Đó. Thì trong cái trường hợp mà cái giả hành mà tôi đã giật nó rút mất ngọn như này rồi, mà chúng ta phun phòng bệnh tốt ấy, thì sau một thời gian nữa nó sẽ đẻ ở dưới gốc. Cái cây tơ này này, mầm tơ này này, nó bị mất ngọn rồi nó sẽ đẻ một hoặc hai mầm dưới gốc. Nên cũng không có gì đáng lo ngại cả. Đấy. Và sau khi mà dùng cái sản phẩm này thì tôi có tính ra là một lít nước ấy, là tốn hết khoảng 1.400 đồng. Còn như các sản phẩm khác ở trong cái video trước mà tôi chia sẻ các bạn ấy, ví dụ như Casumin này, hay là viên Poner này, Mathian, Agrifort 400 vân vân, thì khi mà mình dùng mình pha thì tôi tính ra nó vào khoảng tầm 400 đồng đến 1.000 đồng một lít. Còn cái này là 1.400. Thì nếu mà tính ra cái chai này 700.000 thì nó cũng không đến nỗi là quá mắc. Miễn là sao đạt hiệu quả. Nhưng tôi lưu ý với các bạn là để đạt hiệu quả tốt nhất, tuyệt vời nhất, thì bạn nên là che mưa. Đấy là ở trên lá nhé các bạn. Còn nếu mà ở trên thân giả hành ấy, nó bị thối nhũn như này, cái ngọn nó thối nhũn như này, thì bạn phun nó cũng không có khô được đâu. Nên tốt nhất là bạn nên là lấy cái con dao, bạn cắt ở đây đi. Cắt xa cái vết bệnh ra, cắt đến đây này. Vết bệnh, ví dụ như vết bệnh đến đây, bạn cắt ở đây vẫn có nguy cơ, bạn cắt đến đây. Tôi vừa mới dùng con dao này để cắt cái vết bệnh nên tôi sẽ chuyển con dao khác nha các bạn. Đây. Cắt đến đây. Rồi. Sau khi tôi cắt xong á, bình thường là mình sẽ nhỏ cái cồn vào, hoặc là nhỏ cái chính cái thuốc khuẩn này vào, hoặc là nhỏ phi san vào. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi bôi luôn keo liền sẹo đây. Bạn đừng có tiết kiệm quá nhé. Cái keo liền sẹo này của Mỹ này, tên là Chisel, màu đen. Khi bạn bôi xong khoảng 5 phút sau là khô, bạn có thể tưới được luôn. Đó. Thì như thế này thì mới đảm bảo. Như cái vết này ở trên này là tôi đã bôi lâu trước này, cách đây tuần trước, và vết bệnh nó khô rồi. Tại vì đợt trước thì cái bệnh, cái ngọn của nó cũng bị như này, cũng bị thối nhũn luôn. Cái thối nhũn này á là từ cái lá mà nó thối lan vào trong giả hành. Nếu mà bị ở cái lá mà chúng ta không chữa ở cái lá thì từ từ nó sẽ thối vào cái giả hành này. Thì cái vết bệnh này cũng vậy. Bây giờ tôi sẽ phẫu thuật ra cho các bạn coi nhé. Cắt ra. Đây là cũng là thối nhũn luôn các bạn ạ. Khó nhỉ. Là một tay nên khó vậy đó các bạn. Đây. Giữa cái mô bệnh và mô không bị bệnh rất là khó để phân biệt nha các bạn.
nét đó. Và bạn ngửi sẽ thấy cái mùi của nó tanh, hoặc là mùi hôi, hoặc mùi thối. Tôi hy vọng rằng từ cái video này có thể giúp cho các bạn nhiều hơn trong cái quá trình bảo tồn được những cái giống lan tốt và có được những cái giò lan đẹp để chiêm ngưỡng. Chúc cho các bạn vui vẻ và hạnh phúc.